nhắm được cái cục hay rồi. Giật luôn. Cục này của giật cả mình điện nó giật. Của ai đấy anh? Của anh. Kiện này. À của anh. Đấy. Sừng sững như hộ pháp này. Phẩm hoàn. Đấy. Hình trái hoàn. Bao tiền anh? Rẻ đấy. Đấy, vàng rẻ giật mình luôn đấy. Này về luyện chết tiền nhỉ. Bao tiền anh? Báo giá anh em chuẩn giá là 4.000. 4.000 này, 4.000 đô. 4.000 đô tiền Việt. Đấy. Còn mong muốn gì hơn? Nhiều lúc cũng rẻ giật mình lắm các ông ạ. Nhiều khi rẻ quá các ông lại đâm lo. Nhưng mà thợ là nó múc ngay. Luyện là có tiền ngay, qua tay cái là có tiền chứ không phải là luyện. Vừa để nuôi. Đấy, đúng rồi. Có năm nay có đánh hàng Tết không anh? Quất đào gì không? Quất. Quất à? Văn Giang là phải quất rồi. Đấy. Nó gọi là chuyên quả tuyệt vời. Hôm qua hai thằng miền Nam, hai miền Nam gọi mình đi xin, hỏi cọc xin quá. Khi nào anh? Xin con đi. À. Cứ chưa ngớt. Con mà để cho ấy à? Rồi. Đấy. Không, nhưng mà những cái món đấy mà giữ được là sau kiểu gì gặp người cũng sợ, những đồ cũng sợ. Người ta lâu lâu rồi giờ người ta mình xem được. Xem được không? Hãy hỏi. À, bắt con si mà thằng nó lại bán mẹ thằng khác là mình mất công công việc. Ok rồi mà mình được dặn ông ấy rồi là này. Thế là ông lại vào tay ông thịt chọc. Biết là thịt chọc ở đâu nào. Thế mình mới cay. Chứ cây đẹp thì ở đâu chẳng có. Nhưng mà anh em đã nhận lời với nhau rồi là kể cả em, gặp mấy. Em ra đang bắt xe để đi để bắt luôn cùng nhớ cả việc. Cũng được phép. Nói qua cũng được phép mà. Chiều nay kéo con lên về nhá. Đầu lắm anh. Mày đây chúng ta phải gọi điện hỏi hai bên là thương thảo luận đang chờ tự nhiên thương mại thì là để em bán cho mẹ 2 triệu còn được cho nó chọn giá mà ok luôn rồi mẹ đấy cuối cùng chắc thằng kia nó phá giá thế ngon thằng kia về chiều lại bán luôn rồi có mỗi mấy tiếng qua mấy chủ đọc giá cho anh em biết đi anh. Thôi không phải đọc. Ai chả? Thôi luôn đã. Đây vậy kiện. Giờ tại thiên hạ nó cũng nhăm nhăm hàng hoa hàng Tết luôn rồi. Cây gói chậm. Tổ rồi sổ lắm mà. Rồi cũng có máy móc sổ lắm. Để đầu tư thì kích cái tiếc mệt lắm. Lúc nào mà cần máy thì qua nhà anh trở về. Người trở về. Cất máy trở được rồi. Biết nhưng mà em có chuyên đâu chở mấy cái lật giữa đường chết. Chở mấy cái đấy nặng lắm lật giữa đường chết. Biết nặng. Không nhẹ không là không tầm tạ bao nhiêu. Đấy. Vẫn phải cho vào nghiên cứu. Viện nghiên cứu. Đấy. Đấy, này mà ông nào có hồ, hồ cá nhỉ, cho vào nhỉ. Vâng. Họ về để nhau cũng đập mái tôn hết rồi, ông để ở đâu? Sau 3 hôm nó lại bỏ tay, bỏ chi này. Sao ông chở ra đây, ông lại lấy chở ra đây chăng? Không, ông chở nào. Để quay các mặt, hôm nay biết đâu lại ông về xem. Đấy, đang cây này là vừa nãy thấy đang rất kỷ niệm. Đấy, kỷ niệm đấy không ạ? Vâng, em có ý kiến đâu nếu nhỏ nhỏ em mà nếu mà nhỏ nhỏ mà bê được là em này. Có khi để xuôi. Hôm nay có vào hàng Tết nhiều không anh?
anh vào nhưng mà không có vốn nên ông bảo bán con này ra để quất đào. Anh mua như quất đào nhưng mà bán con này để tiền không bán được thôi, làm gì bị chết. Anh là rồi chú, anh không còn con chú vừa rồi thằng cu con nhà anh đi viện mất mấy chục. Bây giờ anh em không phải nói đùa, anh em đang chờ mẹ nó đi coi thi về để đưa một tên ra viện nhi này. Hai ngày hôm nay không được cái gì ở mồm này. Cũng vào cái gì ở nôn hết đi. Đó là bên trong luôn. Cả thuốc tiếp vào là ra hết, không ngấm được cái gì. Bây giờ nó cứ như là cái tàu lá chuối. Hôm trước thì đấy, đúng mùng 1 là một tên em gửi ở quê, em có hai tên mà. Thì lên thì hỏi rồi, giờ đến là tính gì. Đấy, anh sợ anh đang kêu mà nơi chủ kỷ niệm thế này anh em. Em biết mà, tính là phải chỉ có 10 triệu. Nói chung là tên kia nó khỏi cái đó. Em alo cho nó khỏi, tí nữa cho nó ra viện. Lấy về đi, từ nay em dầm đưa anh được nó. Vâng, em biết mà. Biết rồi. Đấy, đẹp đẽ này, chơi Tết tuyệt vời. Cái này đứng chụp ảnh rất sướng. Chỗ nào mà làm hồ cá mà cho con này vào được. Đẹp. Góc sân có cái hồ cá tuyệt vời. Thứ Bảy An thì nó đẹp nhưng mà nó không đặc sắc. Cán bộ khổ lắm, lâu lắm không nhìn thấy. Cán bộ bận mùa thể thao ấy. Mùa thể thao bận lắm. Đấy, cuối năm rồi mà. Tổng kết. Đấy. Đã êm giật mình luôn đấy anh em ạ. Có nào là nhanh tay tối là cho số vào alo anh Kiện. Chơi Tết luôn. Êm du bằng mấy cây quất thôi. Này về trăng dần nháy mình chơi sướng hay cả quất. Quất ba hôm vứt đi. Vừa có ông anh ông ra đây không? Mà là ông này đi đâu mất rồi. Ok anh, quay kỹ cây này rồi. Để là làm nốt nhiệm vụ quá. Đẹp quá. Cả cây này nữa anh nhỉ? Anh muốn cây này của anh à? Nhất trụ kình thiên. À đâu, đi lối này. Đi lối này. Đấy. Và thắng đại gia, thắng thương gia. Thắng đại gia. Thằng cánh đầu cứ hỏi thằng sứt là ai không biết. Thằng sứt thua. Tức là không thua. Thắng thì không thua. Thắng thì không thua. Hay là bao giá đi ra sôi động mấy tháng? 5 à? 5 đồng. Đấy. Tết này đi mua cây sướng lắm. Giá tiên du. Còn cây này? Yêu thương thôi. Đấy. Đấy 3 triệu. 3 triệu. Đấy. Tháng bán hàng không lợi nhuận. Có con đi làm tí hàng Tết không anh? Còn đang tính. Đấy. Cây này đẹp này. Cái này là của Xuân Vời rồi, của Đinh Vời rồi. Không phải à? Của anh. À thế à? Đấy, đứng đây cứ tưởng. Bao nhiêu anh? Mây nhìn nó phải chân tay nó rõ ràng hơn. Được cái nhìn nó tự nhiên. Bao nhiêu? Hai củ. Ôi giời, đấy, hai củ. Khoai, củ sắn. Ừ, anh voi đâu? Đấy, không, 2.000 thôi bán mất cây xanh quê rồi. Đấy. Mua lâu ấy. Mua lâu nhé. Sinh quê được bán. À thế à, sáng nay quá. Mặt này thì đẹp là mất ngay. Mà toàn mất sớm. Mất sớm, còn là chưa coi như là ăn sáng. Hồng Nhan Bắc Quận. Chưa kiểu không mất kiểu không đọc 20-50 nữa. Mất sớm quá không dám đọc 20-50. Cây này nhìn nước như là móng nhỉ. Thôi em đừng cho nói, em đi bây giờ mà chị. Đấy. Em cứ đứng ra đây phát nhá. Cứ đứng thoải mái, cứ đi thoải mái. Quay chút cho nó. Đấy. Đẹp đấy, cái này từ giờ trưa là mất đấy. Đấy. Rồi ok. Mặt này mà
khế gân. Khế gân nhiều quả chưa? Ấy, hoa, nhìn thấy hoa, thấy mùa xuân rồi. Ở đây ông bác bà chủ à? Cái sinh nhật hôm trước bán chưa? Có ông cứ cho số mà ông cứ gọi mà ông bảo không gọi không được. Cái sinh nhật sinh Đài Loan. Ở đấy chỉ gọi thế. Có người gọi ra người là si. Cái khúc mốc này của ai em? Khúc mốc của ai này? À không, cho số là cho số của lớp. Gọi suốt ngày và gửi số cho rồi mà gọi không được, gọi là nhầm số là nào. Khúc mốc của ai bao tiền ạ? Chủ dưới à? Đấy. Tết à? Đây là chụp ra hàng Tết. Khúc mốc chơi cũng sang trọng. Đấy, rất dài nè. Giá? À vâng, đầu giờ sáng. Có chứ, tí nữa. Tí nữa 10 giờ bắt đầu đi. Vâng. Rồi. Cảm ơn bà chủ nhá. Chợ mai.